Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ba anh hùng lưu danh sử sách trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều chỉ nhờ một chữ này. Kính thưa quý vị khán thính giả, cảm ơn các bạn những ngày qua đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyên mục DKN Văn Hóa. Những ngày qua, chúng tôi đã nhận được một số phản hồi từ quý khán thính giả. Chúng tôi rất vui và lấy làm biết ơn vì những bình luận mang tính xây dựng của các bạn. Các bạn phản hồi rằng tại sao chúng tôi nói nhiều về văn hóa và các anh hùng hay liệt nữ của Trung Hoa. Vâng, thưa các bạn, trong cách nhìn của chúng tôi, từ Trung Quốc nó có một phần nào nói về đất nước Trung Quốc hiện tại và con người hiện nay của đất nước Trung Quốc. Nó gần như hoàn toàn khác với một đất nước Trung Quốc cổ xưa mà chúng ta thường gọi là Hoa Hạ, với nền văn hóa rộng lớn bác đại tinh thâm, một nền văn hóa truyền thống với chiều dài lịch sử hơn 5.000 năm, đã tạo nên bao vị anh hùng trong lịch sử. Chúng ta đã từng xem những bộ phim kinh điển của Trung Quốc như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Khử, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng và rất nhiều bộ phim khác nữa. Những bộ phim này một phần đã nói lên xã sử của Trung Quốc, cũng có một phần đã bị khử cấu bởi với những người làm phim chỉ dựa theo những tác phẩm không hoàn toàn dựa vào sự thật của lịch sử. Thưa các bạn, những tác phẩm kinh điển của đất nước Trung Hoa đã cho chúng ta thấy được những phẩm chất đạo đức của người xưa đáng được chúng ta học hỏi noi theo, như nhân, lễ, nghĩa, trí, tín là những phẩm chất đạo đức cao quý của con người. Cha ông của chúng ta, tổ tiên người Việt của chúng ta từ hơn 100 năm trước cũng dùng những chữ nho để viết và để truyền thừa nền văn hóa cho chúng ta. Trường đại học đầu tiên của Việt Nam là ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội ngày nay cũng là kế thừa nền văn hóa nho gia do Đức Khổng Tử từ Trung Quốc truyền sang. Hiện nay, một số nước ở phương Đông cũng vẫn dùng chữ Hán tự như Nhật Bản và Hàn Quốc, và họ vẫn giữ gìn một phần nào của văn hóa phương Đông đáng trân trọng, đó là sự tín ngưỡng thần Phật và cung kính tôn trọng với người khác. Chẳng hạn như khi cúi chào người khác thì họ cúi thật sâu để thể hiện lễ nghĩa với người đối diện mình. Ở Việt Nam chúng ta, sau năm 1945, tuy rằng tất cả chúng ta đến trường học đều được giáo dục bằng thuyết vô thần và hầu hết chúng ta được Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ cập và dạy dỗ chúng ta rằng con người là từ khỉ tiến hóa mà thành. Nhưng hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều nhà sử học và các nhà nghiên cứu khoa học khác chứng minh rằng thuyết tiến hóa của Darwin có đầy rẫy những sơ hở. Cha mẹ, ông bà người Việt chúng ta vẫn tin rằng các cụ của chúng ta mất đi nhưng chủ nguyên thần hay còn gọi là linh hồn vẫn còn tồn tại. Họ vẫn còn ở đâu đó trong một không gian khác mà mắt thường của con người chúng ta không thể nhìn thấy. Nó cũng giống như sóng điện từ của điện thoại. Chúng ta không nhìn thấy nhưng nó vẫn tồn tại để truyền tải âm thanh cho chúng ta, để chúng ta nghe được người khác nói và nói cho người khác nghe được giọng nói của chúng ta. Ở Trung Quốc, những nền văn hóa được di lưu lại từ tiền sử như Chu Dịch, Bát Quái, Hà Đồ đã đoán cho con người về sinh mệnh và tướng số của họ vô cùng chuẩn xác. Việt Nam cũng có bói toán, nhưng so với xem kinh dịch của Trung Quốc thì độ chuẩn xác còn kém xa. Đó chính là những nền văn hóa mà thần lưu lại cho con người. Nhưng từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, họ đã phá bỏ chùa chiền và đốt bỏ kinh thư. Họ nắm trong tay và thao túng truyền thông và giáo dục để khiến cho con người không tin vào thần Phật, để Đảng Cộng sản Trung Quốc dễ bề cai trị và thao túng. Tại sao hiện nay thế giới người ta không thích người Trung Quốc? Vì dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đa số người dân Trung Quốc đã trở thành những người giàu hoạt. Họ chỉ coi trọng danh lợi mà làm ra những sản phẩm có hại cho con người, như sữa bột có độc và các mặt hàng kém giá trị khác. Người Trung Quốc chỉ muốn dùng tâm tranh đấu để trị người khác. Họ khác hẳn với nền văn hóa Trung Hoa xưa kia. Tuy nhiên, ở Trung Quốc vẫn còn rất nhiều người tốt, đặc biệt là những người tu luyện.
họ sẵn sàng với người khác mà quên đi bản thân mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đang bị thế giới lên án vì vi phạm nhân quyền, làm rất nhiều điều bại hoại với lương tâm. Trong hơn 20 năm qua, họ không ngừng bức hại những người tín ngưỡng thần Phật và tu luyện theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Đó là chân thành, thiện lương và nhẫn nhường, những người tu luyện pháp luân công. Họ đã tạo ra vụ tự thiêu giả ở Tiananmen để lừa đảo người dân Trung Quốc và thế giới. Không những vậy, những người dân ở Duy Ngô Nhĩ cũng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc vô cớ bắt giữ và bỏ tù vì đức tin của họ. Con người biết phân biệt rõ thiện ác tốt xấu, bênh vực cái thiện và lên án cái ác thì cũng là lựa chọn cho sinh mệnh của mình một tương lai tốt đẹp. Vâng thưa các bạn, trở lại câu chuyện văn hóa của chúng ta. Chúng tôi muốn kể lại những câu chuyện văn hóa của Trung Hoa, cũng là muốn cho các bạn có một góc nhìn mới về lịch sử và nhân vật, và cũng muốn truyền tải đến chúng ta những điều tốt đẹp của người xưa để chúng ta tham khảo, học hỏi. Và chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ là những người kế thừa, phát huy và truyền tải những giá trị nhân văn tốt đẹp đến cuộc sống này, để chúng ta có được một cuộc sống, một phong cách văn hóa tốt đẹp hơn, mang lại điều tốt đẹp này tới những người thân, bạn bè và những con người mà chúng ta có duyên gặp trên đường đời, quanh cuộc sống chúng ta. Chúng ta cho đi và nhận lại những điều tốt đẹp đó. Và thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau chia sẻ câu chuyện với nội dung ba anh hùng lưu danh sử sách trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều chỉ nhờ một chữ này. Và ở Trung Quốc cũng vậy, kẻ được gọi là hào kiệt trong thiên hạ ắt phải có khí tiết hơn người, nhẫn chịu được những chỗ mà người thường không thể nhìn được. Kẻ thất phu chịu nhục thì tốt kiếm tương đấu, đó không phải là dũng. Xưa nay, phàm là bậc đế vương vì nhẫn mà có được thiên hạ, tướng lĩnh vì nhẫn mà lập được công danh, thương nhân vì nhẫn mà giàu sang phú quý, quân tử vì nhẫn mà kim cổ lưu danh, người thường lại vì nhẫn mà có được chi kỳ. Ở đâu đức nhẫn chịu cũng là một tài sản quý báu. Khổng Tử nói, việc nhỏ không nhẫn, tất loạn đại mưu. Đại gia cũng rằng, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, ở chỗ mọi người ghét cho nên gần với đạo. Phật gia thì cho rằng, trong 6 phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành, nhẫn là đệ nhất. Như vậy, nhẫn không chỉ là con đường dẫn đến thành công, mà còn là đạo lý hàm dưỡng tu luyện tâm tính. Không chỉ thể hiện khí chất người quân tử, mà còn là tinh hoa xử thế ở đời. Những bậc đại dũng chính là gặp chuyện kinh thiên động địa mà mặt không biến sắc, tâm không lung lay, bản thân chịu điều ngang trái, hàm oan mà không oán hận. Đức nhẫn ấy là thể hiện của hoài bão cao rộng, chí lớn xa xôi, vượt xa tầm mức của người thường. Nhẫn để lập thành đại nghiệp. Nhẫn chịu hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Ở những thời điểm suy sụp nhất trong đời, lúc bị vũ nhục, khi phải đối diện với sự được và mất, sống và chết, nếu có thể lấy tâm thái bình thản, ung dung, nhẫn nại để đối đãi thì sự tình sẽ chuyển biến, người ta sẽ được chứng kiến một cảnh tượng mới mẻ. Từ đường cùng, tuyệt lộ sẽ mở ra lối đi thanh thang. Nhẫn chính là cách để đón, lành, tránh dữ, chuyển họa thành phúc. Cùng với Gia Cát Lượng, Từ Mã Ý, một nhân vật nổi tiếng đa mưu túc trí trong thời Tam Quốc, ông chính là người hiếm hoi hiểu được gan ruột của Gia Cát Lượng. Không tài giỏi như Khổng Minh, sở dĩ Tư Mã Trọng Đạt có thể đẩy lui được 5 lần bắc phạt của quân Thục, giữ yên bờ cõi nước Ngụy chính là nhờ tâm đại nhẫn chẳng mấy người có được. Người ta gọi Tư Mã Ý là nhẫn giả chi vương, tức là ông vua về đức nhẫn. Tư Mã Ý là trọng thần phò tá đắc lực 4 đời quân vương Tào Ngụy. Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên, với con mắt xét đoán người chuẩn xác của mình, Tào Tháo đã cho rằng Tư Mã Ý là một mối nguy hiểm tiềm ẩn bên mình. Chỉ nhờ vào một chữ nhẫn mà Tư Mã Ý có thể ẩn mình tới 50 năm để chứng minh mình là một trung thần. Để rồi, tới năm ngoài 70 tuổi, Tư Mã Ý chỉ cần dùng một kế nhỏ mà lừa được Tào Sảng, chiếm lấy đại quyền, chèn ép vua Ngụy, diễn lại vở kịch cướp quyền nhà Hán của Tào gia.
xem Tam Quốc, người ta có thể thấy Tư Mã Ý là người hội đủ được cả hùng tài kinh thiên động địa của Gia Cát Lượng, chí hùng bá thiên hạ của Tào Tháo hay sự kiên trì của Chu Du. Một chi tiết thể hiện rõ đức nhẫn chịu của Tư Mã Ý là điển tích mặc váy đàn bà. Gia Cát Lượng xuất quân bắc phạt, Tư Mã Ý cầm cự lâu ngày, quyết không ra đánh. Thời gian càng kéo dài, lương thực thảo quân của Thục càng cạn kiệt. Gia Cát Lượng nghĩ ra một kế khích tướng, bèn lấy một cái khăn, cái yếm và đồ trắng của đàn bà đựng vào một cái hòm, rồi viết thư sai người đưa đến trại Ngụy. Các tướng không dám giấu giếm, dẫn người đưa thư vào ra mắt Tư Mã Ý. Ý sai mở hòm ra xem, thấy có áo yếm đàn bà và một phong thư. Trong thư nói rằng: Trọng Đạt đã làm đại tướng, thống lĩnh quân Trung Nguyên, không dám mặc giáp cầm gương để quyết sống mái, mà chịu ngồi núp ở trong bóng tối trong hang để lánh lưỡi đao mũi tên, thế thì khác gì đàn bà. Nay sai người đưa khăn yếm quần áo trắng của đàn bà đến, nếu không dám ra đánh thì phải lạy hai lạy mà nhận lấy. Nếu còn biết xấu hổ, có chí khí người con trai thì phải phê vào giấy này y hẹn ra giao chiến. Tư Mã Ý xem xong dù trong lòng rất giận nhưng cũng gượng cười nói: Khổng Minh coi ta như đàn bà sao? Nhưng rồi ông phát hiện ra đây chính là kế khích tướng, bèn chấp nhận nhịn nhục để không trúng kế của Khổng Minh. Tư Mã Ý chịu nhận đồ ấy, mở ra mặc trước ba quân và rất lấy làm thích thú, rồi nhờ gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Gia Cát Lượng. Trong khi thế sự vần vũ như gió nổi mây trôi, trăm ngàn anh hùng vùi chôn dưới cơn sóng bạc đầu của Trường Giang, có thể nói Tư Mã Ý chính là người thành công nhất, đắc ý nhất. Sau này, cháu nội mở ra nhà Tấn thống nhất thiên hạ, truy phong ông là Cao Tổ Tuyên Đế. Nhẫn để thu phục hiền tài, người biết nhẫn chịu ắt là cũng có lòng bao dung, khoan dung lớn lao, vì có lòng khoan dung bao chứa lớn lao, họ có thể thu phục nhân tâm, gồm thu được nhân tài thiên hạ. Mà nhân tài chính là vốn quý của các quốc gia, một khi có được hiền tài thì cũng chính là có được giang sơn rồi vậy. Thời Tam Quốc, người làm được điều này tốt nhất chính là Tào Tháo. Tạo hình nhân vật Tào Tháo trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa năm 1996. Thưa các bạn, người đời thường cho rằng họ Tào đa nghi hung ác, nhưng trên thực tế, ông là người vô cùng nhẫn nại, lại có lòng biệt đãi nhân tài. Ngoài hùng tài văn võ, điều khiển binh tướng, sự quý mến hiền tài và đức nhẫn chính là những yếu tố giúp ông dựng thành đại nghiệp, thống nhất cả một miền Bắc Trung Hoa rộng lớn. Tào Tháo từng bị một cuồng sĩ tên là Nễ Hành dùng đủ loại lời lẽ mắng chửi nhưng vẫn tỏ ra khoan dung nhẫn nại. Tào Tháo không hại ông ta mà còn đưa Nễ Hành an toàn trở về Kinh Châu cho Lưu Biểu. Khi Viên Thiệu tiến đánh Tào Tháo, nho sĩ Trần Lâm đã viết hịch giúp Viên Thiệu mắng chửi cả tổ tông ba đời Tào gia. Người ta kể rằng văn chương sắc sảo tuyệt diệu của Trần Lâm khiến cho Tào Tháo đang đau đầu nằm trên giường bệnh cũng phải bật dậy toát mồ hôi, nhân đó khỏi đau đầu. Sau này, khi phá được Viên Thiệu, bắt được Trần Lâm, Tào Tháo chỉ hỏi đúng một câu: Ngươi chửi ta thì đã đành, cớ sao lại mang cả ba đời nhà ta ra mà bắn nhiếc? Trần Lâm thưa: Mũi tên đã đặt trên dây cung, không thể không bắn, thưa Minh Công. Tào Tháo bèn không truy cứu, tha tội chết cho Trần Lâm, lại trọng dụng ông làm chức quan chuyên lo việc bút giấy dưới trướng. Nhẫn để bảo toàn phúc phận. Người biết ẩn nhẫn thì cũng tự bảo toàn được phúc đức và sinh mạng của mình. Họ chính là biết lùi một bước, không tranh với đời mà giữ tròn khí tiết. Gia Hủ năm 147 đến năm 224 là mưu sĩ nổi tiếng của Tào Tháo, cũng là bậc khai quốc công thần của Tào gia. Với tư chất thông minh, ông mau chóng chiếm được lòng tin của Tào Tháo. Mưu lược của Gia Hủ có thể nói là trước sau vẹn toàn. Ông cũng từng theo dưới trướng phục vụ rất nhiều chủ như Đồng Trác, Lý Thôi, Trương Tú, nên hiểu lẽ xuất xử. Phàm là thần tử thông minh xuất chúng, trí tuệ vượt qua cả chủ nhân thì rất dễ phải chuốc lấy số phận bi thảm. Những chiến thắng lớn của Tào Tháo đều có dấu ấn của Gia Hủ. Chính Gia Hủ là người khiến kế đốt kho lương ô xào,
giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, đông quân hơn mình gấp 10 lần. Khi Tào Tháo gặp khó ở Đồng Quan, liên tục thua trận trước Mã Siêu anh dũng, Gia Hồ cũng hiến một diệu kế. Ông khuyên Tào Tháo gửi thư cho Hàn Toại, anh em kết nghĩa với bố Mã Siêu, rồi cố tình tẩy xóa bức thư cho người báo với Mã Siêu để gây nghi kỵ nội bộ. Quả nhiên Mã Siêu, Hàn Toại nghi ngờ lẫn nhau, không đánh mà tự tan vỡ. Dù vậy, dưới tướng họ Tào, Gia Hồ luôn cố giữ cho mình không nổi bật, không bao giờ chủ động đưa ra mưu kế, trừ phi Tào Tháo đích thân đến hỏi. Thông thường, Gia Hồ tuyệt đối không nói nửa lời. Ông thường ngày ẩn mình nhẫn nại, đóng cửa tự thủ, không giao kết với quan lại khác. Các con của Gia Hồ thành gia lập thất cũng không chọn nơi quyền quý. Là một người tài trí hơn người, nhưng có thể ẩn mình giấu trí, khôn tới mức đó thực khiến người ta phải cúi mình kính phục. Ngoài Gia Hồ, thì có lẽ thiên hạ không có người thứ hai làm được điều đó. Sau này, Gia Hồ còn trở thành trọng thần dưới trướng Tào Phi, làm đến tam công, trước sau như một vẫn giữ được cái ẩn nhẫn tuyệt vời ấy. Cuối đời, ông chết trong viên mãn, hưởng thọ 77 tuổi, được truy phong làm tiên hầu, con cháu đều được vinh hiền cả. Trong Tam Quốc Chí, Trần Thọ đánh giá Gia Hồ toan tính cơ hồ không hề sai sót, đạt đến mức thấu hiểu sự quyền biến, đại khái là gần được như Lương Bình vậy. Là người ôm chí lớn, muốn xây thành đại nghiệp, tất phải có tầm nhìn xa trông rộng, mà nhẫn chính là cảnh giới của người đại trí huệ, là thể hiện của người có ý chí, mưu cầu đại sự lâu dài. Người có tâm đại nhẫn ắt thành đại sự. Trong khi lợi ích của bản thân bị động chạm, phẩm giá của bản thân bị làm nhục, phải nghe những lời công kích, phải làm những điều trong lòng không muốn, họ vẫn có thể thản nhiên nhẫn chịu, không động tâm oán hận, không lung lay ý chí. Sự nhẫn chịu ấy chính là biểu hiện của ý chí kiên cường. Bởi vậy mới nói nhẫn là một loại sức mạnh nội tâm to lớn, cũng là một loại tu dưỡng của đời người. Công tử Trùng Nhĩ phải sống lưu phong 19 năm, trải bao sóng gió, cuối cùng đã dựng thành đại nghiệp, trở thành Tấn Văn Công, một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Hàn Tín mang theo bảo kiếm bên mình mà phải chịu nhục chui hán một kẻ vô lại, cuối cùng trở thành đại tướng quân của Lưu Bang, đánh đông dẹp bắc, mở ra cơ nghiệp 400 năm nhà Hán. Tô Vũ chăn dê 19 năm ở Bắc Hải, ngày chăn dê, tối ngủ hang đá, chịu bao khổ cực vẫn nhẫn nại giữ gìn Tiết Tháo, sau được vua Hán đón về cố quốc, lưu lại bài học lớn cho hậu thế. Đó đều là những bài học về chữ nhẫn đáng lưu tâm nhất. Vâng, thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.